Xin kính chào toàn thể các bác đam mê câu cá. Hôm nay số đồ cá của Atra chúng hôm nay về để những con máy đẹp giá tốt cho các bác. Giá bán trên video là chưa bao gồm phí ship. Phí ship bên em là 30.000 toàn quốc. Các bác mua hàng kiểm tra hàng ok thanh toán. Đối với những đơn hàng giá trị cao thì các bác vui lòng chuyển cọc cho bên em một chút. Thì đầu video các bác cho em xin luôn một like, một đăng ký kênh để em ra những con máy đẹp giá tốt cho các bác nhé. Khi mình đăng ký thì mình sẽ thấy được video sớm hơn. Mình sẽ chọn và mua được những con máy đẹp và ưng ý hơn. Em tới con mã số 1 nhé. Hôm nay bên em về là rất nhiều máy nhá, máy đứng máy ngang, có đầy đủ các từ rẻ tiền đến mắc tiền. Đầy đủ nha các bác, chịu khó xem đến cuối video nhé. Em tới mã số 1 là một con máy Shimano Utega XT size 3000. Ngoại hình máy thì nó cũng có trầy xớt chút. Size 3000, size này thích là cho bác câu lua, câu ngâm, câu lăng xê. Mấy con máy này thì của gia ban sản xuất nhé, mấy dòng này cực kỳ bền. Ngoại hình thì trầy chút thôi, cũng còn đẹp nha. Giật chút con này. Đỡ đó. Hoạt động êm mình nhẹ tay các bác nhé. Êm mình nhẹ nhé. Xoay này các bác câu ngâm, cái lăng xê tuyệt vời, cối sâu, chốt chặn ok nhé. Nãy giờ mang cực kỳ bền, trâu khỏe. Cái này là mã số 1, cái này nặng 330g, giá là 800.000 nhé. Mã số 1, 800.000. Hôm tới mã số 2. Mã số 2 em có một con máy Shimano Utega, giá 2.500. Cái size này thì đời này thì là nó mới hơn đời kia một chút nhé. Dòng này thì cũng có ra ban sản xuất các bác nhé. 2.500. Ngoại hình thì nó có trầy xớt chút nhé. Size này thích là cho bác câu lua nhé. Câu lua, câu ngâm, câu lăng xê nhé. Câu chép, câu ba hồ nhà mình. Mấy dòng này ngon bỏ rửa nhá. Cướp con này. Rửa rác. Hoạt động êm mượt các bác nhá. Êm mượt nhẹ nhá. Tất chặn ok nhá. Con này là mã số 2 các bác nhá. Con này nặng 280g, giá là cũng 800.000 nhá. Tiếp tới mã số 3. Mà số 3 thì em có một con máy Shimano Utega size 1000. Đời này thì nó lại mới hơn đời kia nửa chút nữa các bác nhé. Size 1000. Size này thích hợp cho bác câu tôm, câu chép, câu ao hồ nhà mình. Dòng này thì của Malaysia xuất nhập nhé. Size này thích hợp cho bác câu cá nhỏ nhé. Cối này là cối sâu nhé. Vào cho mình nhiều dây nhé. Lâu lâu size 1000 thì nó hiếm lắm các bác ạ. Lâu lâu phải có con thôi. Dòng này thì cực kỳ bền. Cắt cước con này. Rồi rắc câu to. Động êm bợt nhẹ nhé. Dòng này có nốt châm dầu cho mình, cực kỳ thuận lợi cho mình nhé. Em bật nhẹ. Chốt chặt ok nhé. Cái này là mã số 3 các bác nhé. Cái này nặng 200g, giá là 95.000 nhé. Các bác là xem video ưu con máy nào chứ nhắn vào số Zalo nhé. Cần em hỗ trợ gì chứ nhắn vào Zalo em sẽ hỗ trợ cho mình nhé. Các bác đang xem video tiện tay cho em xin luôn một like và đăng ký kênh nhé. Cái này là mã số 4. Mã số 4 là một con máy tiêm đai gọi S 2500mA. Cái dòng tem Daigo S này là của gia ban sản xuất các bác nhé. Size 2500. Tay quay là tay quay đôi. Size này thích là cho bác câu lua nhé. Câu lua, câu ngâm, câu lăng xê. Câu chép.
Mấy dòng này cực kỳ bền nhé. Mấy nhà bán sản xuất. Để cứ con lành. Để ra. Hoạt động êm bật các bác nhé. Êm bật nhẹ nhé. Chốt chặn ok. Êm bật nhẹ. Mấy máy này dòng này thì nó cũng dạng là dạng cận cao cấp của ngày xưa các bác nhé. Rất khỏe, chạy nhiều bậc đại. Con này là mã số 4. Con này giá 1,2 triệu các bác nhé. Này em chưa cân thử nữa, chờ em chút em cân các bác nhé. Con này là 310 gram các bác nhé. 310 gram giá là 1,2 triệu nhé. Em tới mã số 5. Mã số 5 em có một con máy Shimano Nutki C3000 nhé. Cái dòng C là dòng body thon gọn các bác nhé. Nutki đời này là đời tầm 2017 các bác nhé. Đời này thì nó cũng không có trả ngược nhé. Xe 3000. Xe này thích ở chỗ bác cô lua nhé. Cô lua, con ngâm con đang C, cao ba hồi nhà mình. Size 3000. Bên đi em về máy mà máy nào mà có JB là em để nguyên thế các bác nhá. Bác kiểm tra tận dụng lại nhá. Em chẳng lấy làm gì, em tặng các bác nhá. Rác. Hoạt động ok nhá. Dòng này nó chỉ một chiều nó không trả ngược đâu các bác nhá. Size 3000. Câu lua dòng này ngon bó rẻ đó. Em mượt. Rác. Con này là mã số 5 nhé. Nặng 250 g, giá là 1,3 triệu các bác nhé. 1,3 triệu nhé. Em tới mã số 6. Các bác máy ngang thì các bác chưa có đợi phía sau nhé. Mã số 6 có một con máy Kip Kaida. Size 3000 nhé. Cái Kaida này thì nó là sẽ là cao cấp hơn kit Fan và bé thấp hơn kit Cốt Tùm nhé. Size 3000 thì cái dòng kit thì từ size 3500 trở xuống là của từ 3000 trở xuống là của Thái Lan xuất Nhật các bác nhé. Rồi thì con này thì nó hơi xấu một chút. Nhưng mà hoạt động con này thì cực kỳ êm mượt các bác nhé, êm mượt nhẹ nhé. Các bác nào không quan tâm ngoại hình lấy con này ngon bó rẻ nhé. Hình như có trầy sót chút nhé. Để thức ngon lành. The rap. Tay quay đổi tay trái phải nhé. Dòng kit là dòng chuyên lua máy đứng nhé. Dòng này quay cực kỳ nhẹ, em vừa có cốt trợ lực khỏe nhé. Cuối máy 3000 là cuối sâu các bác nhé. Vào cho mình nhiều dây nhé. Mà hình như trầy xuất hơi nhiều chút nhé. Con này là mã số 6 các bác nhé. Con này nặng 280 g, giá là 1,5 triệu nhé. Máy hoạt động cực kỳ êm bợt. Và được dùng kit khỏe bàn nhé. 1,5 triệu nhé. Em tới mã số 7. Mã số 7 em có một máy kit Fan, size cũng 3000 nhé. Size 3000 là size cuối sâu nhé. Size này thích ở cho bác câu lua nhé. Size 3000 mình có thể câu lua nháy thật là được rồi. Mà hình nó cũng có trầy chốt. Còn kia thì cô có trợ lực nhé. Khỏe.
Đặt trước online. Grab. Và động êm mượt các bác nhé. Em bật nhẹ nhé. Em bật nhẹ. Chốt chặn ok nhé. Git fan 3000. Con này là mã số 7 các bác nhé. Con này nặng 310g, giá là 1,6 triệu các bác nhé. 1,6 triệu. Đem tới mã số 8. Mã số 8 có một máy kit Carida size 4000 nhé. Cái dòng kit thì size 4000 trở lên, 3500 trở lên là của Japan sản xuất các bác nhé. Bên Japan này. Ngoại hình con này thì nó có tài xuất hơi nhiều chút nhé. Chạy chất hơi nhiều nhá. Giật cước online. Từ rác. Hoạt động ok các bác nhá. Hoạt động êm bật nhá. Êm bật nhẹ nhá. Bác nào không quan tâm ngoại hình đấy ngon bao rỉa, chốt chặn ok nhá. Size 4000. Size này thích ở cho bác câu lục đồ cần nhé. Câu ngâm, câu lăng xê, câu lua nhái thật mùi sống. 4000 quý sâu. Tầm quý có cốt trợ lực cực kỳ khỏe rồi. Cái này mà số 8 nặng 350g, giá là 1,9 triệu các bác nhé. 1,9 triệu. Đem tới mà số 9. Mà số 9 có một con máy kit custom nhé. Size 2508 nhé. Mà hình con này thì cũng đa còn đẹp nhé, chỉ sức nhẹ thôi. Kit custom là cái bản cao cấp nhất của kit nhé, sẽ hơn kit Kaida và sẽ hơn kit Fan nhé. Size 2508 thì là size cuối sâu nhé, vào cho mình được nhiều dây nhé. Tay quay đôi nhé. Kit custom. Dòng kit custom thì nó hiếm hơn dòng kit Kaida hoặc kit Fan các bác nhé. Hiếm mà mắc hơn nhiều. Mà hình thì trời rất nhẹ, trời rất nhẹ, đã còn đẹp nhé. Đặt cước qua lại nhé. Đờ rác thì dòng này cũng rất đanh nhé. Hoạt động êm mượt các bác nhé. Êm bật nhẹ nhé. Êm bật nhẹ. Chốt chặn ok nhé. Chai này các bác cho các bác câu lua là chuẩn, này dòng kit dòng chuyên lua nhé. Dòng kit có tuần này thì nó sẽ hiếm hơn dòng kia nhé. Đo lâu mới được con thôi các bác. Cái này là mã số 9 các bác nhé. Con này là 260g, giá là 2,1 triệu các bác nhé. Dòng kit thì từ con này là có Thái Lan sản xuất nhé. Từ 3500 trở lên mới có Nhật. Em tới mã số 10. Mã số 10 em có một con máy Tewin Mower size 4000. Cái dòng Tewin thì của Japan sản xuất các bác nhé. Size 4000, size này thì thích ở cho bác cung ngâm. Câu lăng xê, câu lục đầu cần. Ngoài hình con này thì nó cũng chảy xuất ra nhiều chút nhé. Tôi quay đổi tay trái phải nhé. Tôi có xích cốt. Giật cước con này. Giật rác con này hơi nhỏ chút nhé. Và đợt động ok các bác nhé.
Dòng này các bác con ngâm này khỏe đó. Con ngâm con xe tuyệt vời. Chốt chặn ok nhé. Con này là mã số 10 các bác nhé. Con này nặng 330 g, giá là 1 triệu 6 các bác nhé. 1 triệu 6 nha. Tiếp tới mã số 11. Mã số 11 em có một con máy đây có Alluvias 3012H. Cái size 3012 thì nó tầm size 4000 gì đấy, Shimano các bác nhé. Dòng này thì Alluvias bản 2012 nhé. Bản này thì cực kỳ nổi tiếng về nói chung là đẹp nhất của Alluvias các bác nhé. Thì cái đẹp nhất của Alluvias. Đến giờ. Dòng này thì xuất tại Japan các bác nhé. Size này thích là cho bác câu lua. Lua chạm lốc bông con 10 sống nhé. Tay quay tay có xít cốt đổi tay trái phải. 3012. 3012H nhé. Dạo này thì cũng mặc siêu các bác nhé. Mặc siêu là dầu tự tính để kháng nước cho các bác nha. Kháng nước rất tốt nha. Các bác cầu nước mặn thoải mái nhé. Nên con này các bác lôi chạm tuyệt vời nè. Tay quay là tay quay xích cốt đổi tay trái phải. Là cứ con này. Rồi rắc cái dòng này kêu cực kỳ đanh các bác nhé. Kêu đanh to nha. Máy hoạt động êm mượt các bác nhé. Êm mượt nhẹ tay nha. Chốt chặn ok. Êm mượt nhẹ. Rồi, người hình có trời chút thôi. Để rắc kêu đánh thật. Đánh. Đánh to lắm. Nghe rất sướng tai. Cái này là mã số 11, nặng 250 g, giá là 2 triệu 8 các bác nhé. Tiếp tới mã số 12. Mã số 12 em có một con máy Daiwa Certech 3012H nhé. Cái dòng Daiwa Certech này thì của Japan sản xuất các bác nhé. Xe 3012H. Dạo này thì nó cũng có mạc siêu nhé. Mạc siêu giờ tự tính cho các bác kháng nước rất tốt nhé. Ngoại hình thì nó cũng có tài sức nhẹ nhé. Tay quay là tay quay xích cốt, đổi tay trái phải. Dòng này là dòng máy cao cấp của Daiwa nhé, sản xuất tại Japan các bác nhé. Dòng này cực kỳ trâu khỏe nhé. Các bác vô bác câu lua chẻm tóc bông câu mì sống nhé. Tuyệt vời nhé. Đặt cước con này. Đặt rác. Dòng này có cốt trợ lực cực kỳ khỏe. Hoạt động ok. Tay quay là tay quay xích cốt đổi tay trái phải nhé. Đêm một nhạc. Chốt chặn ok nhé. Cái dòng Certech nhập giá nó ngày càng mắc các bạn, nhưng mà em cố gắng bán ra tốt nhất cho các bác. Con này là mã số 12 các bác nhé. Con này nặng 270 g, giá là 3 triệu các bác nhé. Ba triệu. Trên máy có dây BE nhé, các bác phải kiểm tra tận dụng lại nhé. Em tới mã số 13. Mà số 13 có một con máy Katarina 4500 nhé. Cái dòng này thì là của Japan. Có đây có sản xuất tại Japan các bác nhé. Japan sản xuất nhé. Katarina thì nó cũng có dạng hàng cao cấp của Daiwa nhé. 4500 thì tầm size 8000 gì đấy của Shimano nhé. Chứ có bác câu biển này, câu cá tra bò này, câu lục xa bờ này. Ngoại hình thì cũng tài xuất chút nhé. Nhịp bám ở ngoài không bị sâu trong các bác nhé. Tí vệt.
xiết gần mũi bên ngoài. Tay quay xích cốt đổi tay trái phải nha. Để trước ngon lời. Đổi rót. Hoạt động này bình thường các bác nhé. Dòng này nó chỉ một chiều các bác nhé, không trái ngược đâu nhé. Cái này mã số 13 nặng 580 g, giá là 2,5 triệu các bác nhé. Cái này có túi đi kèm nhé. Em tới mã số 14. Mã số 14 này có một con máy Sephone nhé. Sephone SD cấp 8000 nhé. 8000 BG nhé. BG. Dòng này thì là cho các bác câu lục xa bờ, câu biển, đánh cá trà bò, câu cá lớn nhé. Dòng máy kháng mặn nhé. Quấy ship này. Con này thì máy thì không có hộp phụ kiện nhưng mà cực kỳ mới nhé. Bên kia người ta báo chỉ dùng một lần nhé. Cái dây bê ia nhé. Cái dây bê ia các bác xem này, cũng đang mới keo luôn này. Máy thì ta chỉ dùng một lần này. Nhưng mà không còn hộp nhé. Cái dây bây giờ đang mới keng, các bác phải kiểm tra tận dụng lại nhé. Như mới luôn. Máy mới luôn nhé. Thiếu hộp phụ kiện thôi. Sephone FD cấp 8000. Dây rất mới luôn. Keng máy mới nữa, mới dùng một lần các bác nhé. Đẹp keng nhé. Con này cho bác câu cá lớn nhé, đánh con cá khủng nhé. Rồi cứ ngon lại. Rồi rác. Hoạt động êm mời các bác nhé. Máy người ta mới dùng một lần. Dạo này nó chỉ một chiều các bác nhé. Không trở ngược đâu nhé. Con này là mã số 14 nhé. Nặng 270 g. Giá là 2 triệu các bác nhé. 2 triệu nhé. Tương tới mã số 15. Mã số 15 em có con máy Tournament S5000 nhé. Cái size 5000 của Tournament này tầm size 10000 của Shimano các bác nhé. Con này cho các bác săn hàng đánh con cá lớn nhé. Dòng này thì cực kỳ khủng rồi. Ngoài hình thì nó cũng chạy xét chút. Dòng này cực kỳ trâu khỏe. Máy này là có ra 3 sản xuất các bác nhé. Cối vàng rơm. Dòng này cực kỳ khỏe các bác nhé. Cốt trợ lực rất to các bác này. Cốt to này, cốt trợ lực này. Bên dưới cốt là hai bạc đạn các bác này. Dòng này quá trâu khỏe luôn. Hoạt động em mượt các bác nhé. Em mượt nhẹ nhé. Chốt chặn ok nhé. Cái cối nó vướng cái ẩn cước này em để em quay luôn các bác nhé. Em bật nhẹ nhá. Dòng này bác đánh những quần cá lớn thì chơi dòng này các bác nhé. Cực kỳ khủng, khỏe, trâu, bao khỏe nhé. Giờ rác nhé.
là mã số 15 các bác nhé. Con này nặng 740g, giá là 2,5 triệu các bác nhé. 2,5 triệu. Tôi nói mình là hàng cao cấp của Daiwa các bác nhé. Dòng tôi nói mình thì nó ít hơn dòng Satiga. Em tới mã số 16. Mã số 16 thì có một cái máy Tewin C3000 các bác nhé. Cái dòng Tewin này thì là của Japan sản xuất các bác nhé. Hình máy, người thì nó cũng có trời chút nhá. Dòng C, xe 3000, tay quay đổi tay trái phải nhá. Xe này thích ở chỗ bác cô lua, cô lua là đẹp rồi, xe 3000, cô lua là chuẩn rồi. Dòng Tewin thì cực kỳ là hàng cao cấp của Shimano, cực kỳ khỏe, có bạc đạn trợ lực nhé. Trên máy có dây bây giờ các bác phải kiểm tra tận dụng lại nhé. Rồi ra hoạt động ok nhé. Chốt chặn ok nhé. Dòng này có đốt châm dầu nhé, các bác về cho dễ về châm dầu nhé. Máy cũ về các bác châm thêm chiết tiết dầu nữa, cực kỳ thuận lợi cho mình bảo dưỡng. Ok, dòng Tewin là hàng cao cấp à. Con này là mã số 16 các bác nhé. Con này nặng 250g, giá là 2,1 triệu các bác nhé. 2,1 triệu. Em tới mã số 17. Mã số 17 có một con máy Stella 4000 các bác nhé. Stella là máy hàng cao cấp của Shimano nhé. Dòng này sản xuất tại Japan các bác nhé. Size 4000. Ngoại hình máy thì máy là ngoại hình đẹp các bác nhé. Có trời sắt nhẹ, nó còn đẹp, ít này. Size 4000 này thích là cho bác câu ngâm, câu lăng xê, câu lua nhá, nhảy mồi sống, câu lục đầu quyền đều được hết nhá. Dòng Stella cực kỳ khỏe rồi. Dòng máy cao cấp của Shimano. Cật cứng ngon lành nhá, cật cứng hơi cứng một chút nhá. Hoạt động cực kỳ êm bền nhẹ các bác nhá, êm bền nhẹ tay nhá. Đấy, mượt nhẹ lắm. Em ru. Dòng này nó chạy nhiều bạc đạn, cực kỳ mượt. Ngoại hình thì cũng đang còn đẹp. Nhẹ tinh. Con này mã số 17 các bác nhé. Con này nặng 300g, giá là 2,8 triệu các bác nhé. 2,8 triệu. Các bác là xem video cái máy nào chứ nhắn vào số Zalo nhá. Cái em hỗ trợ gì chứ nhắn vào Zalo, em sẽ hỗ trợ cho mình dễ hơn nhá. Các bác là xem video tiện tay cho em xin luôn một like và đăng ký kênh nhá. Nếu mình like đăng ký mình sẽ thấy được video sớm hơn, mình sẽ chọn mua được những con máy đẹp và ý hơn nhá. Em tới mã số 18. Mã số 18 có một con máy Shimano Stradic C4 nhé các bác nhá. C4 là số nhẹ nhá, C3000. Dòng C, size 3000. Size này thích cho bác câu lua nhá. Mà thì nó cũng có trời chút nhá. Làm một liệu siêu nhẹ, siêu cứng, vật liệu C4 nhé. Con này thì ta đặt độ cái núm này các bác nhé. Độ cái núm này, nhưng mà cái núm này nó làm mà không chặt, em hơi rơ một chút này. Ngoài nó trời chút. Xem này các bác câu lua đẹp này. Trên máy có dây bia nhá. Em thấy cũng đang còn rất mới, các bác phải kiểm tra sử dụng lại nhé. Rồi ra. Hoạt động ok nhé. Dòng Stradic nó chiếu một chiều các bác nha, nó không trái ngược đâu nhé.
giờ đích ý một chiều thôi, không đáng ngờ đâu. Dòng này tay quay đổi, tay quay xích cốt đổi tay trái phải thoải mái nhé. Size 3000, giá đích C4. Con này mã số 18, nặng 190g, giá là 2,2 triệu các bác nhé. Dòng C4 ấy thì cực kỳ nhẹ nhé, chỉ 190g thôi. Em tới mã số 19. Mã số 19 này có một con máy Dealmaster C3000HG nhé. Cái dòng C là dòng body thân gọn nhé, size 3000 2HG. Tay quay X-Shift. Dòng này tay quay xích cốt nhé, đổi tay trái phải nhé. Tay quay sóng gen đấy. Dòng này có nút châm dầu cực kỳ thuận lợi cho mình nhé. Nó thì nó cũng có trợ rất nhẹ nhé. Thì máy có dây bề. Sai này thích ở chỗ bác câu lua. Câu lua dòng này cực kỳ khỏe nhé. Dealmaster C3000HG. Gạt cứng con này. Rồi đó. Hoạt động êm mượt các bác nhé. Dòng này có nốt châm dầu cực kỳ thuận lợi cho mình nhé. Mình châm đi câu về vệ sinh, châm dầu bảo dưỡng nó sẽ tốt hơn nhé. Chốt chặn ok nhé. Hoạt động êm mượt. Dealmaster C3000, ngoài hình nó cũng có trời chút thôi nhé. Con này là mã số 19 các bác nhé. Con này hại nặng 250g, giá là 2,1 triệu các bác nhé. 2,1 triệu. Đem tới mã số 20. Mã số 20 là em có một con máy ngang nhé. Con này là máy tay phải các bác nhé. Con này thì đang còn sổ sách lông đền các bác nhé. Cái này là Metanium bản 2013 các bác nhé. Cái dòng Metanium là của ra 3 sản xuất các bác nhé. Metanium HG nhé. HG bản 2013, máy ra 3 sản xuất. Ngoại hình máy thì trầy nhẹ thôi, cũng đang còn đẹp. Trời. Người ta đi câu thì nó hay bị trầy, cái này là bị quấn vào nó cũng mồi ấy. Sai 3000 ở sai ở tu HG. Tu HG thì ratio nó tầm 7,2 các bác nhé. Máy da ban cực kỳ bền. Dòng Metanium cũng là dạng hàng cao cấp của máy ngang các bác nhé. Hoạt động thì êm mượt nhẹ nhé. Êm ru. Em ru các bác nhé. Em bật nhẹ nhé. Máy tay phải. Con này là mã số 20 các bác nhé. Nặng 175g, giá là 1,7 triệu các bác nhé. 1,7 triệu nha, mức giá rất tốt cho các bác nhé. Em tới mã số 21. Mã số 21 em có một con máy SLXDC nhé. SLXDC. Con này là con 71HG các bác nhé. 71HG. Con này thì là ngoại hình máy. Ngoại hình thì nói chung là nó cũng đang còn đẹp đó các bác nhé. Nói chung nó đang còn đẹp này. Đang đẹp nhé. Nhất là XDC. Thì em cũng đang quản con S là XDC máy mới kìa các bác nhé. Tí
Em đánh giá rất tốt cho các bác. 71HG. Các bác phân biệt SXDC 71HG và 151HG nó sẽ khác nhau nhé. Cái dòng 151HG là cái dòng xuất Đông Nam Á thì thường thường nó sẽ rẻ tiền hơn cái 71HG bán dành cho thị trường Nhật nhé. Cái dòng nó sẽ mắc hơn nhiều các bác nhé. 151HG nó sẽ rẻ hơn nhiều. Lúc nào ngoại hình nó còn đẹp nhé. Con này HG là ratio 7.2 các bác nhé. Ngoại hình thì đang còn đẹp. Em bật nhẹ nhé. Nhẹ tênh. Vòng quay rất tít nhé. Rất em bật nhẹ nhé. Máy đang còn rất mới. Đang quay này. Nói chung là đang còn đẹp các bác nhé. Ngoại hình đang còn đẹp nhé. Dòng này thì là của Malaysia sản xuất nhé. Cái dòng DC thì khi bác ném dây nó sẽ là nó ra, nó sẽ có tiếng phanh DC để hãm dây để cho chúng rối, nó sẽ e các bác nhé. Kêu e dòng này ấy. Hình đẹp nhé. Con này là mã số 21, nặng 210g, giá là 2,6 triệu các bác nhé. 2,6 triệu nhé. Em tới mã số 22, máy ngang thì vẫn đang còn nhé, các bác xem phía sau nhé. Mã số 22 em có một con máy, con này là con Xensi BB, size 4000 nhé, 4000mHg. Size này thích ở chỗ bác lua chẻm nhé. Clock bông, dòng này kháng mặn rất tốt nhé. Size 4000. Trên máy thì có dây bi nhé, đang còn rất mới, các bác phải kiểm tra tận dụng lại nhé. Có cái khóa link em để luôn đấy nhé. Hình trở chất nhẹ thôi, cũng đang còn đẹp nhé. Đây là Xenco BB bản 2020 các bác nhé. Tay quay là tay Cosic Code, đổi tay trái phải nhé. Đẹp keng. Gạch trước ngon lành. Rác. Hoạt động êm ở nhà tây các bác nhé. Dòng này nó chỉ có một chiều các bác nhé. Không trái ngược đâu nhé. Tay quay là tay cái son ren xích cốt ấy. Đổi tay trái phải nhé. Các bác nào mà không thuận đổi tay thì trước khi gửi hàng bảo em đổi tay cho nhé. Máy là y như mới hoạt động em bật nhẹ tay nhé. Con này là mã số 22, giá là 2,4 triệu các bác nhé. Con này thì máy còn nguyên hộp phụ kiện các bác nhé. Nguyên hộp phụ kiện, sổ sách đông đầy đầy đủ không thiếu gì nhé. Xenco BB 4000mHg, ratio là 5.8, tải cá là 11 kg, nặng 280g, chạy 6 bậc đạn, tôi dây 93cm. Mã số 22, 2,4 triệu các bác nhé. Máy đẹp nguyên hộp phụ kiện nhé. Đến tới mã số 23. Mã số 23 em có một máy Sapphire BB C3000S nhé. Ngoại hình máy. Hình máy thì cũng đang còn đẹp nhé. Nhưng còn rất đẹp luôn nhé. Đít này. Size này thích ở chỗ bác cô lua nhé. Trên máy thì cũng đang có dây bia nhé. Dây bia còn rất mới, các bác phải kiểm tra tận dụng lại nhé. Sapphire BB C3000S. Máy đẹp. Cái cước lên này. Rồi rác. Hoạt động êm mượt nhẹ tay các bác nhé. Êm mượt nhẹ.
Máy đẹp hoạt động êm mượt. Dạo này nó chiếu một chiều các bác nhé, không trả ngược đâu nhé. Tay quay là tay quay sóng gen, xích cốt đổi tay trái phải. Con này là mã số, con này thì còn nguyên hộp phụ kiện các bác nhé. Số sách trong đề. Chafé BBC 3000S, ra tiêu là 5.0, tải cá là 9 kg, nặng 235 g, chạy số bọc đạn. Con này là mã số 23, giá là 1,8 triệu các bác nhé. Tương tư mã số 24. Các bác đang xem video con máy nào chứ nhắn vào Zalo nhé. Cần em hỗ trợ gì chứ nhắn vào Zalo nhé. Các bác nào là lần đầu xem video thì cứ đăng ký kênh. Lần này không mua được những con máy ưng ý thì lần sau sẽ chọn mua được những con máy ưng ý nhé. Em tới mã số 24. Mã số 24 em có một con máy Shimano Untega C3000HG nhé. Ngoại hình máy thì còn tuyệt đẹp các bác nhé. Máy còn y như mới nhé. Tuyệt đẹp luôn. Máy y như mới. Size 3000. THG. Dòng C là dòng body thân quan các bác nhé. Dòng C thì body nó sẽ nhỏ. Quế sâu nhé. Size này các bác câu lua là đẹp rồi. Tuyệt vời. Ngoại hình y như mới nhé. Gạt trước ngoài này. Rồi rác. Hoạt động êm mượt các bác nhé. Êm mượt nhà Tây. Máy y như mới mà. Bằng siêu lứt. Đây là Untega bản 2021 các bác nhé. Bản đời mới nhé. Dạo bản đời mới đến bây giờ nhé. Dạo này thì nó chỉ một chiều các bác nhé. Nó không trái ngược đâu nhé. Con này máy này còn nguyên hộp phụ kiện nhé. Số sách trong đầy đầy đủ không thiếu gì nhé. Utega C3000HG, ratio là 6.0, tải cá là 9 kg, nặng 225 g, chạy số bọc đạn, thua dây 89 cm. Máy chất đẹp luôn các bác nhé. Câu lua là tuyệt vời. Con này là mã số 24, giá là 2,3 triệu các bác nhé. 2,3 triệu, máy đẹp như mới nhé. Em tới mã số 25. Mã số 25 em có một con máy ngang các bác nhé. Kubota 201XT các bác nhé. Mà hình máy. Mà hình máy thì em còn rất đẹp các bác nhé. Nó chỉ bị trầy chút chỗ này thế này. Còn đâu nó còn rất đẹp này. Toàn rơm. Thế dòng này thì là của Japan sản xuất các bác nhé. Kubota 201XT. Dòng này thì trâu khỏe nhá. Trên máy thì có đang có dây cước các bác nhá. Nó là thò này. Hoạt động thì êm mượt nhẹ tay nhá. Nó vướng vướng dây cước mà nó vẫn êm mượt thế này. Đây là vướng dây cước mà vẫn êm mượt. Máy này cũng rất đẹp các bác nhé. Con này thì là bên trong là nó đang có một cái tay này, là tay cũng là tay chính hãng của nó các bác nhé. Là nó có hai cái tay nhé, một tay to một tay nhỏ nhé. Cái này là đang có máy còn nguyên zin của nó như thế nhé. Dò máy này, sổ sách lông đèn này, đầy đủ nhá, không thiếu gì nhé mình nhé. Đấy, còn nó có một cái tay phụ đó các bác nhé. Tay phụ này nó sẽ dài hơn này, một tay ngắn một tay dài này. Máy thì nó còn rất đẹp nhé. Các bác xem lại máy nhé. Bằng rơm. Cái của ta 201XT. Gia bàn sản xuất.
Kagota 201T, giá tiêu là 5.1, tải cá là 4kg, nặng 260g, chạy 4 bậc đạn. Cuốn này là mã số 25, giá là 2.7 các bác nhé. 2.7 máy nguyên hộp phụ kiện nhé. Nguyên zin luôn nhé. Hai tay quay. Mã số 25, 2.7. Máy tay trái các bác nhé. Mã số 26. Mã số 26 em có một con máy mới nhé. Máy này máy mới nhé. Con này là SLXDC71XG nhé. Máy mới nhé. Máy mới nên sẽ còn phụ kiện thì không thiếu gì các bác nhé. Đầy đủ cho mình nhé. Sổ sách. Đồng đền đầy đủ rồi, không thiếu gì. Máy mới. Máy mới thì ngoại hình các bác yên tâm nhé. Ngoại hình thì sẽ không có trầy sót gì cả nhé. Con này là túi XG nên là ratio là 8.2 các bác nhé. Máy mới dùng em sẽ bán giá cực kỳ tốt cho tất cả các bác chơi nhé. Hoạt động thì tuyệt vời, máy mới mà. Êm mượt. Rất êm mượt. Vẫn đang quay đó các bác. Máy mới mà. Rồi 8.2. Mà là sản chất là XDC. Thế còn mới luôn. SLXDC71XG, ratio là 8.2, tải cá là 5kg, nặng 210g, chạy 7 bậc đạn. Cuốn này là giá là mã 26, giá là 3.3 các bác nhé. Máy mới nhé, 3.3 nhé. Em tới mã số 27. Mã số 27 em có một con máy Shimonoseki C2000S nhé. Cái dòng C là dòng body thon gọn nhé. Size 2000S. Size này thích hợp cho bác câu UL nhé. Câu cá nhỏ nhé. Câu suối ạ. Dòng này thì dòng máy luôn bo rẻ cho bác câu suối nhé. Noseki bản 2017 các bác nhé. Ngoài hình trầy sắt nhẹ thôi. Dạo này nó chiếu một chiều các bác nhé, nó không trả ngược đâu nhé. C2000S từ UL là tiếp online The Rack. Mà cũng ok nhé. Em bật nhẹ nhé. Noseki bản 2017. C2000S cho các bác câu UL nhé. Câu lô suối. Máy này còn nguyên hộp phụ kiện các bác nhé. Noseki C2000S. Ratio là 5.0. Tải cá là 3kg. Nặng 220g, chạy 5 bậc đạn, thu dây 66cm. Cuốn này mã số 27, giá là 1.2 các bác nhé. 1.2 máy nguyên hộp phụ kiện nhé. Chúng tới mã số 28. Mã số 28. Em có một con máy Shimonoseki C3000HG nhé. Ngoại hình con này thì ngoại hình còn y như mới các bác nhé.
không có trầy xước gì cả đâu coi nhé. Mà hình như mới. Đây là Natki bản 2021 các bác nhé. Size C3000 THG. Dòng C là dòng body thân gọn. Cối này là cối sâu các bác nhé. Cối sâu vào cho mình được rất nhiều dây. Tay coi là tay cassette code. Mà hình thì còn như mới nhé. Y như mới. Đập như mới nhưng mà bán giá máy dùng rồi các bác nhé. Dòng này máy mới em cũng có các bác nhé. Em sẽ bán giá cực kỳ tốt cho tất cả các bác. C3000 THG. Hôm trước có cái bác nào tìm cái tour này mà em quên mất tên rồi. Nhiều khách dặn đó em không nhớ được. Máy y như mới nhá. Đờ rác kêu cũng rất đanh nhá. Máy như mới. Không có trầy xước gì cả nhá. Hoạt động êm mượt nhẹ tênh. Con này thì cái hộp nó vận chuyển nên nó sẽ hơi móp một chút các bác nhá. Hộp vận chuyển hơi móp sáu chút. Sổ sách đồng đề đầy đủ nhá, không thiếu gì nhá. Natki C3000HG ratio là 6.2, tải cá 9 kg, nặng 240 g, chạy ở 6 bậc đạn, thô dây 91 cm. Cái này là mã số 28, giá là 1.7 triệu các bác nhé, 1.7 triệu. Nó y như mới. Em tới mã số 29. Mà số 29 em có một con máy Daiwa Caria size 3000 nhé. Cái size 3000 cái dòng này là size cối sâu nhé. Thì nó tầm size 4000 Shimano các bác nhé. Dòng này thì nó có mặt siêu nhé. Mặt siêu là giờ tự tính cho bác câu nước mặn cũng rất tốt nhé. Kháng nước nhé. Tay quay là tay quay Sitco, đổi tay trái phải. Size này các bác câu lùa tuyệt vời rồi. Mẹ hình thì trời nhẹ chút thôi. Trời trước ngon lành. Rồi rắc. Tay quay là tay quay Sitco, đổi tay trái phải thôi các bác nhé. Đổi tay phải thoải mái, hoạt động êm mượt nhẹ tênh các bác nhé. Ê, vẫn nhận tay. Chốt chặn ok nhé. Đêm vẫn nhận. Tay hoa cây đa xe 3000. Túi sổ sách trong đề này đủ các bác nhé. Tay hoa cây đa xe 3000 trở tiêu là 4.7, nặng 255 g, tải cá là 7 kg, quận chạy 7 bậc đạn. Cái này là mã số 29, giá là 1.7 triệu các bác nhé. Mã số 29 giá 1.7 triệu, máy nguyên hộp phụ kiện. Em tới mã số 30. Mã số 30 có một con máy Shimano Sertix 4000. Đây là Sertix bản 2019 các bác nhé. Ngoại hình máy thì còn tuyệt đẹp nhé. Ngoại hình còn y như mới luôn. Em nhìn cũng không thấy trầy xước gì cả đâu các bác nhé. Tuyệt đẹp nhé. Không có trầy xước gì cả đâu nhé. Máy y như mới. Mới máy mới thì cũng không ai biết được các bác. Nhưng mà máy này là máy người ta giống như người ta mua về không hợp là người ta đổi các bác.
Không độc cần á. Không có một điểm đề xuất nào của các bác nhé. Không có một điểm đề xuất nào cả. Mới can. Sở giải thích 4.000. Cái size 4.000 này thì này thì các bác lua chấm có lóc bông cũng về sống thì tuyệt vời nhé. Dùng sở giải thích thì nó chỉ một chiều không trả ngược nhé. Để tiếp ngoan lời. Rồi rác. Hoạt động êm mượt nhẹ các bác nhé. Êm mượt nhẹ tay nhé. Cuốn này thì còn nguyên hộp phụ kiện sổ sách đồng đầy đầy đủ các bác nhé. Không thiếu gì nhé. Sở giả đích 4.000, ra tiêu là 5.3, tải cá là 11 kg, nặng 280 g, chạy 7 bậc đạn, thô dây 87 cm. Cái này là mã số 30, giá là 2.9 triệu các bác nhé. 2.9 triệu, máy còn như máy mới luôn nha. Các bác xem video ưng máy nào cho nhắn vào số Zalo nhé. Cần em hỗ trợ gì cho nhắn vào Zalo em sẽ hỗ trợ cho mình nhé. Các bác xem video thì tiện tay cho em xin luôn một like và đăng ký kênh nhé. Để em ra những con máy đẹp giá tốt cho các bác nhé. Khi mình đăng ký thì mình sẽ thấy video sớm hơn, sẽ mua được những máy đẹp và nghĩ hơn nhé. Em tới mã số 31. Mã số 31 em có một con máy hàng hiếm nhé. Daiwa Sotech 2500, cút tụp nhé. Loại hình máy thì còn tuyệt đẹp các bác nhé. Con này nó chỉ có một chút tí sơn này. Đấy, quần đâu còn tuyệt đẹp các bác ạ. Máy đẹp lắm. Dòng này giờ rất hiếm nha các bác, mua sưu tầm cũng được nha. Dòng này mà giờ còn đẹp thế này hiếm lắm. Bằng cốt tầm này, sơ tích. Tuyệt đẹp. Nó chỉ bị mỗi chỗ kia thôi các bác nhé. Nếu chỗ kia không bị vẫn là hoàn thiện luôn. Bị một xíu thôi. Rất đẹp. Thì rất có tầm. 2.500. Cả chút ngon lành. Cái dòng sơ tách là dòng mà máy đã cao cấp của Daiwa nhé. Và rác. Hoạt động êm mượt nhé. Thêm một nhãn tay. Mỗi dòng này sưu tầm tuyệt vời. Máy này có ra ban sản xuất các bác nhé. Bên ra ban. Đây qua sơ tách. Tuyệt vời. Nhìn máy rất nhìn đẹp, nhìn thích mắt lắm các bác. Hoạt động này tuyệt vời, nhận tinh. Con này thì còn nguyên hộp phụ kiện các bác nhé. Hộp cũng đang còn rất đẹp nhé. Hộp sổ sách trong đền nhé. Đầy đủ phụ kiện cho mình nhé, không thiếu gì nhé. Túi hộp sổ sách trong đền, đầy đủ. Đây qua sơ tích 2.500, giá tiêu là 4.8, nặng là 265 g, tải cá là 7 kg. Con này chạy 10 bậc đạn nhé. Con này là mã số 31, giá là 3.1 triệu các bác nhé. 3.1 triệu nhé. Một con máy đẹp hàng hiếm nhé. Em tới mã số 32. Mã số 32 em có một cái máy Daiwa Blast LT5000D giấy khác nhé. Hình máy thì đang còn đẹp các bác nhé. Size 5000. Dòng này thì nó có bật trợ lực các bác nhé. Có trợ lực. Dòng máy Daiwa này, dòng này có mặt siêu nhé. Cho các bác câu nước mặn thoải mái nhé.
Mạc siêu là giờ tôi tính các nước xây 5.000, xây 5.000 cuối sâu nhé. Xây này thích hợp cho các bác luật chạm lóc bông, câu 16, câu ngâm, non xê, câu lục đều được hết. Tay quay là tay quay xích cốt, đổi tay trái phải. Xây 5.000 thì cực kỳ thuận lợi cho mình, các mình thấy loại nhé. Máy thì chạy chất chút thôi, ngoại hình nó vẫn đang còn đẹp nhé. Gạch cước ngon lành. Được đó. Hoạt động ok nhé. Dòng mặc siêu nó sẽ tiếp sẽ chút mặc siêu nhé. Tất chặn ok. Đặt trước ngoài này nhé. Rồi đó. Hoạt động ok các bác nhé. Cuốn này thì còn nguyên hộp phụ kiện nhé. Còn sổ sách lông đầy đầy đủ hết. Đây qua bờ đất là T5000DCXH. Chất yêu là 6.2, nặng là 285g. Tẩy cá là 12kg. Thu dây là 105cm, chạy 6 bậc đạn. Cái này là mã số 32, giá là 2,6 triệu các bác nhé. Cái thứ mã số 33. Mã số 33 em có một con máy Biomaster SVK6000XG nhé. Hình máy thì cũng đang còn đẹp các bác nhé, giày sức nhẹ nó đang còn đẹp nhé, size 6.000 túi G, trên máy thì có dây bi nhé, các bác phải chúng ta tận dụng lại nhé, vì cũng đang còn rất mới nhé, máy đang còn đẹp nhé, tay quay là tay quay shift code, đổi tay trái phải nhé. Dòng này nó chỉ một chiều các bác nhé, không trái ngược nhé. Dòng này bán đời cuối cùng của Biomaster các bác nhé. Ngoài chạy rất nhẹ, đang đẹp nhé. Xe 6.000. Xe này thích là cho bác câu biển nhé, giúp thịt kép kháng mặn nhé. Câu biển, câu lục xa bờ, câu ngâm, câu lăng xê nhé. Gạt cước ngon lành. Đờ rác. Hoạt động êm mượt nhẹ tay các bác nhé. Em mượt nhẹ. Nói chung đang đẹp các bác nhé. Cuối này thì máy còn nguyên hộp phụ kiện các bác nhé. Sổ sách trong đền. Biomaster SVK6000XG, giới tiêu là 6.2, tải cá là 12kg, nặng 455g, chạy 7 bậc đạn, thôi dây là 112cm, thôi dây rất khủng các bác nhé. Con này là mã số 33, giá là 2,9 triệu các bác nhé, 2,9 triệu. Mã số 34. Mã số 34 thì em có một con máy mới các bác nhé. Midriver C3000HG nhé. Đây là bản cuối năm 2022 rồi các bác nhé. Con này máy mới nhé. Midriver 3000HG. Máy mới thì ngoại hình các bác yên tâm nhé. Ngoại hình sẽ không chạy sốt gì cả đâu nhé. Máy mới nhé. Dòng này thì máy đời mới là nó sẽ thừa hưởng rất nhiều công nghệ của máy đời mới các bác nhé. Vật liệu C4 siêu nhẹ.
Dòng này siêu nhẹ nhé. Chưa vào được các bác ạ. Yeah. Máy mới nhá. Máy mới thì không có trải sốt gì cả nhá. Máy mới cho mày em sẽ bán giá cực kỳ tốt cho các bác nhá. Cả cước nguồn này. Đỡ giá. Hoạt động êm mượt các bác nhá. Êm mượt nhẹ nhá. Máy mới mà. Dòng này thì máy đời mới, nhiều công nghệ. Size 3000 USG, size này các bác có lùa đẹp rồi. Beaver C3000HG, với tiêu là 6.2, tải cá là 9 kg, nặng 205 g, chạy 6 bậc đạn, thô dây 91 cm. Cuốn này là mã số 34, máy mới giá là 2,2 triệu các bác nhé, bán giá cực kỳ tốt cho tất cả các bác nhé, 2,2 triệu. Mã số 35. Mã số 35 em có một con máy ạ, Daigo Alesa LT4000D CX. Con này cũng là máy mới các bác nhé. Máy mới nhé. Size 4000 quý sâu. Dòng này tay quay xích cốt, đổi tay trái phải nhé. Máy là máy mới. Máy mới thì ngoại hình các bác yên tâm nhé. Siêu đẹp nhé. Máy mới nhưng mà em bán giá cực kỳ tốt nhé. Em bán giá nó chỉ hơn máy cũ một chút thôi. Nhưng còn thực ra nó là máy mới nhé. Ngoại hình không có trầy xước gì cả đâu nhé. Hoạt động máy mới thì bác yên tâm nhé. Để ráp. Daiwa Leisa LT4000D CX, ratio là 6.2, nặng 275 g, tải cá là 12 kg, thô dây 99 cm, chạy 5 bậc đạn. Size 4000 thì cực kỳ thuận lợi cho mình nhé. Dòng này có mặc siêu nhé. Máy là máy mới. Dòng này có mặc siêu cho các bác mặc siêu này, ATD, rất nhiều công nghệ mới có Daiwa nhé. Size 4000 thì câu dòng này lua chạm lốc bông tuyệt vời rồi. Con này mã số 35, giá là 2,9 triệu các bác nhé. Máy máy mới nhưng mà giá rất kỳ rất tốt nhé. 2,9 triệu. Em tới mã số 36. Mã số 36 thì em cũng có một con máy mới tiếp các bạn nhé. Con này là con Xenker C3000M nhé. Dòng này dòng Xenker bản 2017 máy ra ban nhé. Con này máy mới nhưng mà con này vận chuyển cái hộp hơi bị nó xấu một chút thôi, không ảnh hưởng gì. Chỗ này đến hơi bị nó một chút.
cái hộp nó hơi bị gấp một chút này, rồi nhanh nhanh máy là máy mới các bác nhé. Túi Action cơ này, sổ sách lông đèn đầy đủ các bác nhé, không thiếu gì nhé. Túi xịn xòa nhé. Đây là có chúng sốc. Đấy, Action cơ 3000M. Dòng máy này, máy này là của Japan sản xuất các bác nhé. Bên Japan. Tay quay rất xịn xò này. Dòng này là máy cao cấp các bác nhé. Máy mới của nó tầm gần 12 triệu gì các bác nhé. Máy nhà xuất bán này. Nhưng mà em bán sẽ bằng nửa giá thôi các bác nhé. Máy là máy mới. Đấy, máy mới thì không có ngoại hình thì không có trầy xước cả gì cả đâu các bác nhé. Ngoại hình thì yên tâm nhé, không có trầy xước gì cả. Nhưng mà máy ra bàn sản xuất thì cực kỳ tốt, đó là bên ra bàn này. Động tuyệt vời, size 3000, size này thì bác cầu lùa, dòng này cực kỳ hiếm các bác nhé. Nó là dòng máy cao cấp, nó không đầy trà giống như kiểu T-Win đâu các bác nhé. Nhìn rất đẹp. Con này thông số của nó thì lại giống như mấy dòng máy cao cấp khác thì nó lại để ra túi bóng các bác ạ. Là giấy. Xenker C3000MHG nhé. Radio là 6.0, tải cá là 9 kg. Nặng con này chạy 12 bậc đạn các bác nhé, 11 này, 1 là 12 bậc đạn này. Phun dây 88 cm, chạy 12 bậc đạn. Máy cao cấp nhé. Con này là mở số 36, giá là 6 triệu 6 các bác nhé, 6 triệu 6 nhé. Máy này là máy mới nhé. Thì các bác đang xem video ưng máy nào nhắn vào số Zalo nhé, cần em hỗ trợ gì thì nhắn vào Zalo nhé. Các bác đang xem video tiện tay thì cho em xin luôn một like và đăng ký kênh nhé. Video này mình không chọn mua được những con máy đẹp ưng ý thì video sau mình sẽ chọn vào mua được những con máy đẹp ưng ý hơn nhé. Em chào các bác và hẹn gặp các bác trong các video sau nhé.